Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập, hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 1. Đôi lời tâm huyết. Trong lúc còn đi học, tôi có mong muốn lúc trưởng thành sẽ làm một nghề tự do nào đấy, sản xuất, buôn bán, thầy thuốc. Tôi nghĩ mình là dân xứ Nghệ, lại sinh trưởng trong một dòng họ có nhiều người chống đối chính quyền thực dân phong kiến, khó thành đạt trên con đường công chức nhà nước. Cuộc đời không theo ý muốn ban đầu của nhiều người, trong đó có tôi. Tôi đã ở trong quân ngũ suốt 50 năm, ở trong một tổ chức chặt chẽ nhất, kỷ luật cao nhất so với tất cả tổ chức khác của một nhà nước. Bây giờ, tuổi đã cao, sức đã yếu, tôi muốn ghi lại cuộc đời mình, trước hết để con cháu biết cha ông đã sống như thế nào. Sau nữa, nếu có thể, sẽ giúp ai đó muốn biết thêm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân đội ta đã chiến đấu từ nhỏ đến lớn, từ ít kinh nghiệm ban đầu cho đến lúc dày dặn trận mạc. Đọc những trang hồi ức này, tôi cũng thấy vui. Tôi mong con và cháu của tôi giữ lại những trang hồi ức này như một kỷ vật của gia đình. Tôi thành thật cảm ơn bất kỳ ai đọc những trang hồi ức của tôi. Vì như vậy, dẫu sao, sức lao động của tôi cũng có ích. Tôi cũng rất mong được lượng thứ, vì tuổi đã cao, trí nhớ đã giảm, nên một số tên người trong những trang hồi ức được viết có thể không chính xác. Con đường vào quân ngũ. Thời thơ ấu và đời học sinh, 1928-1943. Theo gia phả họ Hoàng ở Nghệ An, tôi là hậu duệ đời thứ 21 của Hoàng Tá Thốn, tục truyền là một danh tướng đời Trần, một chuyên gia về bơi lặn như đặc công nước ngày nay, đã làm chìm thuyền chiến của địch. Do công lao góp phần quan trọng đánh bại thủy quân địch trên sông Bạch Đằng, ông được phong danh hiệu Sát Hải Đại Vương. Cũng không rõ đây là danh hiệu vua phong hay là sự suy tôn của nhân dân. Hiện nay có đền thờ Sát Hải Đại Vương ở huyện Yên Thành. Có lẽ dòng họ từ Sát Hải Đại Vương có địa vị trong xã hội, nên các con cháu sau này được học hành nhiều và cũng có một số người thành đạt. Qua nho học, người nào đỗ đạt ra làm quan, ai không thi đậu hoặc chỉ là cử nhân tú tài thường làm thầy thuốc, ít người làm thầy đồ. Ông tổ 6 đời trên tôi, tức đời thứ 2 từ Quỳnh Lưu vào, định cư ở Nghi Lộc, làm thầy thuốc đến ngự y, thầy thuốc của nhà vua. Các con cháu cụ, nhiều người là thầy thuốc giỏi, trong đó có ông nội và bác ruột tôi. Ông tôi là thầy thuốc giỏi, nên gia đình có điều kiện vật chất để các con được học hành. Bác tôi đi thi, đã vào được tam trường, nhưng đến Phúc Hạch thì bị hỏng, trở về làm thầy thuốc. Bố tôi trước cũng theo nho học, sau đó nhà nước bỏ thi Hán Văn, bố tôi quay sang học Quốc ngữ. Ông cũng có hai bằng thí sinh và khóa sinh. Tôi đã được xem hai bằng này. Có lẽ thí sinh tương đương bằng sơ học yếu lược và khóa sinh tương đương bằng tiểu học sau này. Tôi cũng không hỏi bố tôi và cũng không nghiên cứu các văn bằng đó, chỉ biết bố tôi toán thành thạo về phân số và chưa học đại số. Bố tôi tên là Hoàng Văn Hệ, lấy vợ là Đặng Thị Ngung, cũng con nhà giàu. Các cụ thời xưa lấy môn đăng hộ đối làm tiêu chuẩn hàng đầu để dựng vợ gả chồng. Bố mẹ tôi thừa kế cả nội ngoại được 2 mẫu ruộng, mẫu trung bộ. Bố tôi do được học hành nên ông không làm ruộng mà đi kinh doanh đủ nghề, mở cửa hàng ăn ở Vinh, đi làm thầu khoán, mở trang trại.
Đến khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bố tôi trở về quê làm ăn. Ông cho rằng mình không gặp thời vận, nhưng ngày nay tôi hiểu là do ít vốn nên bị những người trường vốn đè bẹp. Cũng may, lúc cần vốn ông tự lo liệu, không bán ruộng làm vốn. Thời đó có nhiều người bán ruộng làm vốn kinh doanh thất bại, rơi vào cảnh cùng cực đói rét. Mẹ tôi với hai mẫu ruộng cày cấy đủ nuôi các con và nuôi chồng lúc thất nghiệp. Một điều đặc biệt, mẹ tôi là một nông dân thuần túy, nông dân thường có tính tư lợi. Cũng do hoàn cảnh, làm cho đủ ăn đã khó, nhưng mẹ tôi rất rộng rãi từ việc tiếp đón bà con khách khứa cho đến đối xử với người làm công. Năm 1945, mẹ tôi đã giúp đỡ cho những người làm thuê thiếu thốn. Năm đó, làng tôi chết đói 200 người, nhưng những người làm thuê cho gia đình tôi nhờ sự giúp đỡ của mẹ tôi mà vượt qua được. Các chị em tôi thường nói, nhờ bố mẹ ăn ở phúc đức nên để lại may mắn cho con cháu. Các con trải qua chiến tranh ác liệt, luôn có mặt ở chiến trường nhưng đều an toàn. Ngày nay, con cháu đều làm ăn phát đạt. Tôi không xác định suy nghĩ đó đúng hay không, nhưng có điều đúng là do thừa kế cách sống của bố mẹ. Nên các anh chị em tôi, người nào cũng rộng rãi, đối xử tốt với mọi người, giúp đỡ nhau trong họ hàng cũng như giúp đỡ người ngoài một cách vô tư. Cha mẹ tôi sinh được 7 người con, 2 trai và 5 gái. Trước cách mạng, chỉ một mình tôi được học từ trường xã lên trường tỉnh. Anh tôi học chữ Hán để kế nghiệp bác tôi làm thầy thuốc. Nhưng từ năm 1941, anh tôi bị đi tù. Sau khôi phục làm cán bộ địa phương rồi vào bộ đội nên bỏ luôn nghề thuốc. Hai chị gái tôi đều không được học hành gì, ở nhà cùng làm ruộng cho đến khi lấy chồng. Hai em gái cũng đều được đi học sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Tôi đi học từ bé, 3 năm trường xã, 3 năm trường huyện và sau đó lên thành phố tiếp tục học cao đẳng tiểu học, ngày nay gọi là trung học cơ sở. Tôi học chăm chỉ và thuộc loại giỏi trong lớp, các kỳ thi đều đậu, thi tốt nghiệp cũng như thi vào học ở hệ trên. Sau khi học hết tiểu học, tất cả bạn bè tôi cùng làng đều bỏ học. Thời đó lên thành phố học rất tốn kém, tầng lớp trung nông như gia đình tôi không đủ khả năng cho con học tiếp. Tôi có bác ruột làm thuốc, thường chữa bệnh cho nhiều người giàu có, nên bác tôi tìm được một gia đình cần gia sư và giới thiệu đến đó ở, vừa đi học vừa dạy kèm con chủ nhà học. Gia sư danh nghĩa chỉ dạy kèm con chủ nhà, nhưng thực tế phải làm đủ việc như bảo mẫu, đưa con người ta đi chơi, tắm rửa cho chúng, trông chừng chúng không được chơi nghịch, vân vân. Tôi lên thành phố học nhưng phải học trường tư, trường lễ văn của ông Nguyễn Đức Bình. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, gia đình chưa có quyết tâm cho tôi lên thành phố học nên tôi không thi vào trường công. Đến khi tìm được nơi ở làm gia sư thì kỳ thi vào trường cũng đã qua. Tôi đành phải học trường tư. Trường tư trình độ giáo viên cũng như học viên đều yếu hơn trường công. Khi đó thi tỷ lệ đậu cũng thấp hơn nhiều. Tuy vậy, hết năm thứ nhất, thầy giáo Ước nói, những trò nào tiếng Pháp đạt 12 trên 20 và được xếp loại 10 trở lên thì có nhiều khả năng thi đậu. Tôi yên tâm học trường tư và quyết học giỏi để thi đậu. Đáng tiếc là tháng 11 năm 1943, Mỹ ném bom phá hủy hoàn toàn nhà máy xe lửa trường thi, đánh phá nhiều nơi trong thành phố. Nhà trường phải di chuyển ra khỏi thành phố xa nơi tôi ở, nên tôi đành phải thôi học ở năm thứ ba. Tham gia cách mạng 1945-1946. Gia đình tôi, cả họ Hoàng của ông tôi và họ Trần của bà tôi đều có nhiều người tham gia cách mạng từ năm 1930. Chú họ tôi là Hoàng Văn Tâm, bí thư đầu tiên của huyện ủy huyện Nghi Lộc, bị địch bắn chết năm 1931. Trong thời gian hoạt động,
Chú tôi lấy nhà thờ họ Hoàng làm trụ sở bí mật của huyện ủy. Hiện nay nhà thờ họ Hoàng được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Chú ruột tôi, ông Hoàng Văn Mỹ, bị bắt năm 1930 đày đi Kon Tum. Đến khi phong trào bình dân lên cầm quyền ở Pháp mới được tha về. Bác ruột tôi, anh ruột tôi cũng đều ở tù. Bên họ Trần của bà tôi cũng có ba người ở cạnh nhà tôi tham gia Xô Viết Nghệ Tĩnh, một người bị bắn ở quê, hai người bị đày đi Kon Tum nên hy sinh ở đấy. Năm 1930 tôi mới 2 tuổi chưa biết gì. Sau khi chú tôi ở tù về, anh tôi bắt đầu tham gia cách mạng. Những năm đó tôi còn nhỏ, đang tuổi đi học nên chỉ được đọc sách về cách mạng, chưa tham gia hoạt động gì. Từ năm 1940-1944, hầu hết những người tham gia cách mạng đều bị ở tù. Phong trào lắng xuống, tôi chỉ tiếp tục đi học. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, một số tù chính trị được thả ra, tiếp tục gây dựng lại tổ chức cách mạng ở địa phương. Cuối tháng 3, qua giới thiệu của chú tôi và anh tôi, đồng chí Hợp đến gặp tôi, đề nghị tôi tham gia vào mặt trận Việt Minh. Tôi đồng ý ngay. Những người bị áp bức bóc lột thường sớm giác ngộ đi theo cách mạng. Ở trường hợp tôi thì không phải, mà chính là do truyền thống của gia đình. Mọi người tham gia cách mạng thì tôi cũng tham gia cách mạng. Theo triệu tập của đồng chí Hợp, tôi dự cuộc họp với các cán bộ Việt Minh huyện Nghi Lộc. Hội nghị nhằm mục đích bầu ra ban chấp hành lâm thời của mặt trận Việt Minh huyện. Tôi và đồng chí Hoàng Niệm, sau này là tư lệnh bộ đội thông tin, là hai thành viên mới tham gia hoạt động, nhưng cũng được bầu làm ủy viên ban chấp hành huyện. Theo giải thích của các đồng chí khác, mặt trận Việt Minh sẽ thành lập các tổ chức quần chúng, nên phải có người trong ban chấp hành đảm đương từng tổ chức một. Tôi sẽ lo vận động thanh niên chủ yếu trong số học sinh để tổ chức đoàn thanh niên cứu quốc. Đồng chí Hoàng Niệm hoạt động trong công nhân về tổ chức cho hội công nhân cứu quốc. Tháng 5 năm 1945, ông Phan Anh trong chính quyền Trần Trọng Kim lập ra đoàn thanh niên. Chúng ta chủ trương lợi dụng tổ chức của chúng làm nơi hoạt động công khai để tuyên truyền những người tâm huyết vào mặt trận Việt Minh. Bởi vậy, tôi phải đưa người của Việt Minh vào trực tiếp nắm các vị trí chủ chốt trong tổ chức của chúng. Đồng chí Nguyễn Trường Bờn, sau này đi bộ đội, lấy tên là Lữ Giang, cũng là ủy viên ban chấp hành Việt Minh huyện, làm lãnh tụ thanh niên huyện của tổ chức thanh niên Phan Anh. Các lãnh tụ thanh niên, đơn vị dưới huyện gồm các xã, cũng đều là cán bộ Việt Minh. Trong đó có anh rể tôi là Nguyễn Đình Phượng, làm lãnh tụ thanh niên Tổng Đăng Xá. Anh Nguyễn Đình Phượng được giác ngộ, tham gia cách mạng từ trước tháng 8 năm 1945, nên tuy thành phần thuộc lớp trên, vẫn được cử làm công an huyện Nghi Lộc, về sau làm phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Thời kỳ này, hoạt động của tôi chủ yếu là dựa vào tổ chức thanh niên của chính quyền Trần Trọng Kim để tuyên truyền họ vào mặt trận Việt Minh. Cho đến trước khởi nghĩa, huyện Nghi Lộc chưa tổ chức được các đoàn thể riêng. Ngay mặt trận Việt Minh ở tổng ở xã cũng chưa có ban chấp hành, cả tổng mới có 5 tổ, ở một số ít xã có tổ Việt Minh. Khoảng tháng 6, các đồng chí tham gia cách mạng từ trước ở các nhà tù về đông nên cấp trên chỉ đạo bầu lại ban chấp hành Việt Minh ở một số địa phương. Tôi vì tuổi còn ít, 17 tuổi, trình độ có hạn, nên được cử về Tổng Vân Trình phụ trách tổ Việt Minh của Tổng và lo việc tổ chức các tổ Việt Minh ở các xã. Tháng 7, chúng tôi bắt đầu đi tuyên truyền về chính sách của mặt trận Việt Minh. Công việc tiến hành hầu như công khai. Chính quyền Pháp đã bị Nhật đảo chính. Nhật đang trong quá trình thua trong chiến tranh thế giới lần 2. Chúng chỉ lo vơ vét vật tư để cung cấp cho nhu cầu chiến tranh. Chính quyền cấp huyện, cấp xã, những tên chống đối bị trừng trị. Ngay cả chi huyện cũng bị giết, nên chúng chủ trương làm ngơ. Tháng 8, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh,
để chuẩn bị cho việc cướp chính quyền, tại các tổng đều tổ chức các cuộc meeting với đông đảo quần chúng tham gia. Tại Tổng Vân Trình, chúng tôi cũng tổ chức một cuộc meeting với mấy nghìn người tham gia, kêu gọi quần chúng đứng lên khởi nghĩa và kêu gọi các tổng lý đi theo cách mạng, đóng góp tiền cho Việt Minh. Ngày 21 tháng 8, ngày chính thức cướp chính quyền ở huyện, Ban chấp hành Việt Minh huyện một mặt vào trụ sở của huyện để cướp trụ sở, tịch thu tất cả tài liệu của chúng, sau đó cho chúng được tự do trở về quê. Mặt khác, tổ chức một cuộc meeting lớn ở núi Bửa, nay thuộc xã Nghi Hoa, để ra mắt chính quyền cách mạng do đồng chí Lê Đình Vĩ làm chủ tịch. Tôi dẫn đầu đoàn quần chúng ở Tổng Vân Trình về dự meeting. Sau khi có chính quyền ở huyện, ta bắt đầu tổ chức chính quyền ở các xã. Tháng 11 năm 1945, tôi được triệu tập về Ban tuyên truyền của tỉnh bộ Việt Minh để bổ sung vào đoàn tuyên truyền lưu động. Sau một tuần học tập, tổ của tôi gồm 3 đồng chí được phân công đi tuyên truyền ở huyện Thanh Chương. Nhiệm vụ chính là tuyên truyền việc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Suốt tháng 12, chúng tôi lần lượt đi qua nhiều xã của huyện Thanh Chương để làm nhiệm vụ. Đợt công tác này, chúng tôi không được cấp một đồng kinh phí nào, đi xe miễn phí với giấy giới thiệu của chính quyền cách mạng tỉnh, ăn uống do chính quyền xã lo. Chính quyền địa phương thường giới thiệu chúng tôi đến các gia đình có chỗ ở rộng rãi. Sau khi trở về Ban tuyên truyền Việt Minh tỉnh, tôi được cấp trên thông báo cho về nghỉ ít ngày để sau Tết đi học trường quân sự quân khu mới mở ở Nhượng Bạn thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ở trường quân sự quân khu, gia nhập quân đội với giấy giới thiệu của cơ quan quân sự tỉnh Nghệ An, tôi và nhiều đồng chí khác đến trường quân sự quân khu. Đây là nơi nghỉ mát của thực dân Pháp trước đây, trường do đồng chí Hồ Tùng Mậu làm hiệu trưởng. Giáo viên có 2 đồng chí là giải phóng quân cũ dạy về chiến thuật. Trong 2 đồng chí tôi nhớ rõ có một đồng chí là Bế Kim Doanh, người Cao Bằng, sau này làm tư lệnh phó quân khu 1. Tôi có ý hỏi thăm anh em ở Cao Bằng về gia đình đồng chí Bế Kim Doanh. Được biết, đồng chí chưa lập gia đình và sau này hy sinh ở Nam Bộ với chức vụ trung đoàn trưởng, quãng năm 1948-1949. Giảng viên kỹ thuật có một đồng chí người Đức và 2 sĩ quan người Nhật. Thời gian học là 3 tháng. Những năm đó, chúng tôi chỉ được học 1 tháng là phải rời khỏi nhà trường để đi đơn vị. Do nhu cầu thành lập đơn vị mới, trường quân sự có 2 đối tượng. Một số là tiểu đội trưởng ở đơn vị, nay đi học để trở thành trung đội trưởng. Số này có trình độ quân sự nhất định vì đã được học tập đào tạo tiểu đội trưởng ở các trường quân sự của chi đội. Chi đội sau này đổi thành trung đoàn. Số còn lại là cán bộ của mặt trận Việt Minh đều tham gia cách mạng trước tháng 4 tháng 5. Có trình độ chính trị nhất định, nhưng về quân sự thì đây là lần đầu tiên họ cầm khẩu súng. Sau 1 tháng học tập, chúng tôi mới được học 3 kỹ thuật lớn: bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn và chiến thuật cá nhân, ẩn nấp, di chuyển, phát huy hỏa lực xung phong. Đội ngũ và canh gác chỉ học ngoại khóa. Đội ngũ học vào giờ thể dục buổi sáng, canh gác học vào buổi tối, thời gian trong 1 tháng. Nhưng với sự ham học của học viên, chúng tôi nắm vững các môn học. Ngày học với thầy 2 buổi, tự luyện vào buổi trưa và buổi tối. Sau khi ra trường, tôi và 17 anh em khác về nhận công tác ở tiểu đoàn tiếp phòng quân Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. Trong chúng tôi, nhiều người được phân công làm trung đội trưởng và trung đội phó. Cán bộ tiểu đoàn và đại đội đều là hạ sĩ quan cũ của quân đội Pháp. Tiểu đội trưởng thì chọn trong số chiến sĩ những người tương đối khỏe mạnh và có trình độ văn hóa nhất định. Theo hiệp định ta ký với Pháp, phía ta có 10.000
phía Pháp có 15.000 người làm nhiệm vụ tiếp phòng. Tiểu đoàn tiếp phòng quân Đông Hà thuộc trung đoàn tiếp phòng quân đóng ở ba tỉnh Bình Trị Thiên, do đồng chí Quốc Chủng làm trung đoàn trưởng. Trung đoàn thuộc đại đoàn 2 quân tiếp phòng do đồng chí Hoàng Điền làm đại đoàn trưởng. Gọi là quân tiếp phòng, nhưng ở Quảng Trị không có quân Nhật, quân Pháp cũng không. Vì vậy, ngoài hai bộ đồng phục kaki, chúng tôi cũng không khác gì các đơn vị quân sự khác, hàng ngày chỉ chăm lo luyện tập. Thời gian này, Trung ương và Tổng Chính ủy đặc biệt chăm lo củng cố bộ đội về mặt chính trị. Sau thời gian ngắn lên Đông Hà, đồng chí Đoàn La, tỉnh ủy viên tỉnh Quảng Trị, được cử đến làm chính trị viên tiểu đoàn. Đồng chí Đoàn La triệu tập tôi và đồng chí Hùng đến thông báo. Theo giới thiệu của đồng chí Trần Văn Quang, lúc này là chủ nhiệm chính trị quân tiếp phòng. Tiểu đoàn tiếp phòng quân Đông Hà có hai đảng viên là tôi và đồng chí Hoàng. Chúng tôi báo cáo rõ, chúng tôi đều là cán bộ Việt Minh nhưng chưa phải đảng viên. Đồng chí Đoàn La nói, nếu thế đồng chí sẽ đề nghị với tỉnh ủy kết nạp hai chúng tôi vào đảng. Sau một tuần, đồng chí cho biết tỉnh ủy Quảng Trị đồng ý kết nạp hai chúng tôi và người giới thiệu vào đảng cho cả hai người là đồng chí Đoàn La. Thời kỳ đó, công tác tổ chức của đảng còn lỏng lẻo và nhiều khi không đúng nguyên tắc cũng là chuyện thường tình. Chúng tôi vào đảng không phải làm đơn xin gia nhập đảng, chỉ có một người giới thiệu. Cũng không tổ chức lễ kết nạp, không có lễ tuyên thệ trước cờ đảng. Sau này viết lý lịch tôi ghi, người giới thiệu có tên đồng chí Đoàn La và đồng chí Trần Văn Quang. Vì thực tế, đồng chí Trần Văn Quang đã viết giấy giới thiệu. Sau khi hai chúng tôi được kết nạp vào đảng, đồng chí Đoàn La nói, chúng ta ba người là một chi bộ và thực hiện cuộc họp chi bộ đầu tiên. Cuộc họp phân công tôi phát triển đảng ở đại đội 1, đồng chí Hùng ở đại đội 3 và đồng chí Đoàn La phụ trách đại đội 2. Lại một lần sai nguyên tắc nữa, chi bộ chỉ có một đảng viên chính thức, điều kiện để thành lập chi bộ chưa đủ, nhưng cũng làm nhiệm vụ kết nạp đảng viên. Hai chúng tôi là đảng viên dự bị, cũng làm nhiệm vụ giới thiệu người vào đảng. Đến tháng 10, khi chúng tôi được công nhận là đảng viên chính thức, đại đội đã phát triển thêm được 3-4 đảng viên, nên mỗi đại đội đều thành lập một chi bộ. Tôi và đồng chí Hùng nghiễm nhiên là liên chi ủy viên tiểu đoàn, trực tiếp làm bí thư chi bộ. Theo quyết định của trên, tôi đồng thời được chỉ định làm chính trị viên đại đội 2. Về huấn luyện quân sự, huấn luyện kỹ thuật và cá nhân chiến đấu. Chiến thuật từ cấp tiểu đội trở lên không có kết quả thiết thực trong chiến tranh. Như tôi đã nói, cán bộ tiểu đoàn và đại đội là hạ sĩ quan quân đội Pháp. Họ huấn luyện chiến thuật theo những gì đã học được ở quân đội Pháp. Nhưng biên chế tổ chức trang bị vũ khí kỹ thuật của ta không chính quy như của quân đội Pháp. Bộ đội ta lúc đó làm gì một tiểu đội có một súng máy. Trong đại đội tôi, tiểu đội chỉ có 4-5 cây súng trường, toàn đại đội chỉ có một trung liên và toàn tiểu đoàn chỉ có một đại liên. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.